Rồi, Lisa kính chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Chương trình Khai Dân Trí bắt đầu. Lisa vừa nhận được một cái bản tin người ta đưa nói về cái cuộc biểu tình vào ngày 5 tây tháng 3, tức là Chủ nhật tuần này. Thì Lisa được biết đó là cái bản tin này họ đưa ra, thì họ cho biết rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như là cái bọn tình báo Hoa Nam nó đang chuẩn bị để mà nó đàn áp. Nó đang chuẩn bị, nó đàn áp những người dân của mình để mà xuống đường biểu tình. Thấy rất là đau lòng cho một cái dân tộc mà bây giờ ở tại Việt Nam là toàn là những cái thành phần mà kêu bằng mất dạy như thế này. Đi sao không biết nói làm sao. Một cái tin mà cuộc họp kín của tỉnh Nghệ An đã rò rỉ ra bên ngoài, tức là tụi nó đã họp khẩn cấp để mà nó ban những cái lệnh cho cấp tỉnh để mà chống lại cái cuộc mà tổng biểu tình vào ngày 5 tháng 3 tới đây. Tỉnh ủy Nghệ An nó đã vội vã triệu tập một cái cuộc họp vào lúc 9 giờ ngày 27 tháng 2 năm 2017, gồm các cấp lãnh đạo của tỉnh Nghệ An để mà chuẩn bị đàn áp cái cuộc biểu tình sắp tới. Nó đã ra lệnh cho các cấp lãnh đạo ở tại Nghệ An, ở tại Hà Tĩnh phải truyền đạt cho cấp dưới, phải sẵn sàng để mà dùng bạo lực để mà đàn áp cái cuộc biểu tình này, không cho lây lan ra. Nó kêu gọi là tất cả những cái thành phần mà vấn đề là dân phòng, cảnh sát cơ động, rồi an ninh trà trộn vào, phải làm sao mà vấn đề là phải là ngăn chặn cho bằng được cái cuộc biểu tình. Bởi tình báo Hoa Nam nó rất là sợ ở tại miền Trung. Bởi vì miền Trung là cái xương sống của đất nước Việt Nam, cũng là cái đòn gánh để mà gánh đi miền Bắc và miền Nam. Cho nên nó muốn vào miền Trung để nó khống chế miền Trung này. Mà bây giờ người dân ở miền Trung thì các bạn đã biết rồi, họ rất là đoàn kết. Cho nên họ đoàn kết để mà họ xuống đường, họ biểu tình, họ đòi lại cái quyền sống của họ để bảo vệ môi trường. Cho nên tình báo Hoa Nam nó rất là run sợ. Cho nên nó phải ra tay và nó phải hợp kín như thế đó. Và nó ra chỉ thị cho cấp dưới phải sẵn sàng đàn áp cái cuộc biểu tình này diễn ra bất cứ lúc nào. Mà chỉ nhận được người thứ nhất, đó là bí thư tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh. Hai là thằng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường. Ba là thằng trung tướng Võ Văn Việt, chính ủy của quân khu 4. Và bốn là giám đốc công an đại tá Nguyễn Hữu Cầu. Năm là đại tá Nguyễn Đình Trần, tổng biên tập báo Công an Nghệ An. Sáu là đại tá Nguyễn Trọng, đội trưởng phòng cảnh sát cơ động Nghệ An. Bảy là đại tá Nguyễn Văn Thành, giám đốc bệnh viện Nghệ An. Tám là đại tá Lê Quốc Báo, giám đốc công an phòng cháy chữa cháy Nghệ An. Chín là Lê Xuân Đại, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Mười là Trần Hữu Nghĩa, phó biên tập báo Nghệ An. 11 là đại tá Đào Văn Minh, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Nghệ An. 12 là Nguyên Như Khôi, giám đốc đài truyền hình Nghệ An. 13 là Phạm Thị Hồng Toan, tổng biên tập báo Nghệ An. Cho nên nội dung mà của cái cuộc họp, nhưng đây là kêu bằng là chỉ huy lãnh đạo này đã được truyền đạt cho tất cả những cấp dưới để mà phải thi hành triệt để trong vòng 24. Và chúng đưa ra những cái chỉ thị và mục tiêu là phải, vấn đề là kêu bằng là phải ngăn chặn cho bằng được
phải làm sao mà truyền đạt được cái lệnh của vấn đề là kêu bằng là cấp trên, là không để sai sót khi mà phát hiện ra biểu tình bắt đầu là kêu bằng là lan rộng ra ở tất cả các địa bàn cũng như là tại miền Trung, toàn bộ nó sẽ vấn đề là kêu bằng là nổi lên như vậy. Cho nên nó đã kêu gọi rằng là phải tìm cách làm sao mà đấu tranh cương quyết và phải đàn áp cũng như là dập tắt, không cho biểu tình này xảy ra, phải cương quyết mạnh tay bắt những người cầm đầu và phải là truyền thông, phải đập tan những thế lực thù địch đang chống phá, phải huy động cảnh sát cơ động và công an an ninh chìm để đập phá tất cả những cái mà điện thoại để mà thu hình, để mà chụp hình. Cho nên rằng họ đã vấn đề là kêu bằng là họp và họ đã ban bố ra như vậy, lực lượng tối đa cảnh sát cơ động và công an dân phòng, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và mọi phương tiện. Thì Lisa không biết được cái ngày tổng biểu tình, cái ngày tổng nổi dậy của người dân đã có kế sách gì để mà đối phó chưa. Đó, cho nên vấn đề là Lisa, vấn đề là đang theo dõi và tất cả những cái báo chí ở hải ngoại cũng như Lisa đã gửi những cái thư từ email đến lãnh sự quán Mỹ ở tại Việt Nam cũng như lãnh sự quán Úc, lãnh sự quán Anh, và các bạn ở Việt Nam cũng vậy, hãy nên lập đường dây nóng cũng như những số điện thoại Lisa đã cho những chương trình khác để cập nhật tin tức ở tại miền Trung, đồng bào ở tại miền Trung của chúng ta, để chúng ta có cơ hội chúng ta sẽ đưa tin tức cập nhật ngay tức khắc ở tại Việt Nam cho mọi người vấn đề là theo dõi coi như thế nào nha. Đó, cho nên vấn đề là kêu bằng ở các bạn biết rằng là cái địa bàn ở tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh hồi trước năm 1976 nó có tên còn gọi là Xô Viết Nghệ Tĩnh, mãi cho đến năm 1991 thì cộng sản nó tách ra làm hai tỉnh, đó là Nghệ An và Hà Tĩnh. Mà các bạn biết Hà Tĩnh bây giờ thì thằng Tào Cộng nó muốn làm đây là nơi tự trị, bởi vì nó biết người dân ở tại miền Trung, Hà Tĩnh cũng như Nghệ An, đây là cái đòn gánh của đất nước Việt Nam, cho nên nó tìm cách nó phải bẻ gãy cái đòn gánh này để không gánh được cái đất nước Việt Nam. Đây là cái âm mưu của thằng Tào Cộng. Mà ngày hôm qua đó chị, vấn đề là đi họp đục kia đó, chị coi đó, rõ ràng chánh quyền của Donald Trump người ta đang xoáy vào kinh tế. Tức là Donald Trump muốn cho Make America Great Again. Tức là Donald Trump sẽ vấn đề là kêu bằng là trục xuất những con chó nào mà là cộng sản mà qua đây để mà lấy tiền bạc của người dân, để cá hình mở những tiệm nail, mở những nhà hàng, mở những cái shop để rồi làm ăn, để rồi đem tiền bạc về kinh tài cho đảng Cộng sản Việt Nam. Đừng có nghĩ rằng là FBI ở bên đây người ta không biết được mưu đồ của đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam đã tung ra đây từ năm 2010, bởi vì họ làm ăn thất bại ở trong nước Việt Nam, cho nên họ đã tung một cái lượng tiền đi ra bên hải ngoại này để hòng muốn móc tiền của vấn đề là người Mỹ ở bên đây qua những cái dịch vụ mà vấn đề là làm nail, rồi họ mở những cái chợ, bởi họ biết người Việt Nam tị nạn cộng sản bên đây sẽ đi vào những cái chợ Việt Nam để mua cá, mua thịt, mua nước mắm, mua muối, cho nên họ bắt đầu họ tìm cách để mà họ mua những cái ngôi chợ này để mà họ làm kinh tài, để mà nuôi cho cái đảng Cộng sản Việt Nam. Mỗi một năm lượng tiền đang ào ạt chảy về đảng Cộng sản Việt Nam, FBI đã đều biết được hết và họ sẽ ngăn chặn tuyệt để về vấn đề đô la không thể nào về Việt Nam. Cho nên những bạn nào mà đã có thẻ xanh mà vấn đề là ở Mỹ thì các bạn hãy nên hạn chế về Việt Nam trong thời điểm này, coi chừng các bạn khi về nhiều lần như vậy, các bạn trở qua Mỹ, coi chừng các bạn sẽ gặp khó khăn ở tại vấn đề là cửa khẩu, vấn đề là các bạn nhập vô Mỹ này nha. Đó, cho nên vấn đề là hôm qua Lisa ngồi, Lisa buồn lắm, bởi vì cái chiến lược của Hoa Kỳ đó mà người ta đối đầu ở Biển Đông là người ta tình báo của CIA đã biết thằng Tàu Cộng nó đã vấn đề là kêu bằng đặt một cái dạng tên lửa ở tại quần đảo Trường Sa để mà nó muốn quánh tất cả những cái vấn đề là thuyền bè của các nước tự do qua lại làm ăn. Nó muốn bá chủ ở cái vùng mà nhận dạng, tức là ở tại Biển Đông, nó muốn khống chế, nó muốn làm bá chủ ở vùng Đông Nam Á. Mà bây giờ tình báo ở nước ngoài của Nhật, của Mỹ,
của CIA của Mỹ cũng như tình báo của Nhật và của Hàn Quốc hoặc là các nước tự do, người ta đã âm thầm người ta vào và người ta cho biết rằng bây giờ ở tại Đông Dương là Việt Nam, Lào và Campuchia hầu như thằng Tàu nó đã nắm trong tay hết, bởi vì nó đã đưa những người của nó đi sang ở bên những này là kêu bằng đó là ở bên những này là Tàu Cộng, đi ở bên Lào để mà mở những cái hãng xưởng là của thằng Tàu Cộng, rồi đuổi những cái người ở tại mà những này là Việt Nam mình mà đã từng làm ăn ở bên Tàu Cộng đều bỏ hả. Cho nên Hoa Kỳ đang chơi một cái màn, đó là Hoa Kỳ sẽ không cho những cái người của Hoa Kỳ đặt những cái hàng của thằng Tàu Cộng ở tại Việt Nam, để cho những hãng xưởng của thằng Tàu sản xuất ở tại Việt Nam nó lấy cái nhãn hiệu là sản xuất Made in Việt Nam để mà nó đem hàng hóa qua nó bán bên đây. Cho nên bây giờ Hoa Kỳ phải tìm cách để siết lại là không cho những cái nhà mà những này là đầu tư mà thương mại để mà đặt hàng ở tại Việt Nam, bởi đây không phải là công ty của Việt Nam mà công ty này là công ty của những thằng Tàu trá hình, để cho thằng Tàu nó sẽ không còn ai đặt hàng thì không lẽ nó qua bên Việt Nam của mình nó sản xuất hàng hóa để nó bán cho người dân Việt Nam hay sao? Bởi vậy cho nên từ đó nó sẽ phá sản. Còn về mặt mà quốc phòng, về chiến lược thì Hoa Kỳ biết thằng đảng chó đẻ Cộng sản Việt Nam là một con quan của thằng Tàu Cộng. Cho nên rằng cũng có thể khi mà Hoa Kỳ mà vấn đề là khống chế thằng Tàu ở tại Biển Đông thì coi chừng thằng Tàu ra lệnh cho thằng chó đẻ đảng Cộng sản Việt Nam này, nó sẽ đem quân đội hải quân của Việt Nam, người ta còn nhận định với chị rằng nó đi ra ngoài đó để nó nghênh chiến với vấn đề là Hoa Kỳ, mà nó không treo cái cờ đỏ sao vàng mà nó treo cái cờ của thằng Tàu Cộng. Cho nên những em nào mà ở trong hải quân mà là con dân Việt Nam phải nên truyền tai với nhau cẩn thận khi nhận được lệnh để mà đi ra ngoài Biển Đông để mà đánh vấn đề là Hoa Kỳ mà treo cái cờ Tàu Cộng lên như vậy thì coi chừng sẽ bị chết rạp. Nó ác độc như vậy đó. Bởi vì để cái cờ đỏ lên thì dù sao người Hoa Kỳ người ta cũng thương người dân Việt Nam. Bởi vì mọi người cộng đồng bên đây nói rằng là những người con dân Việt Nam là do cái đảng Cộng sản nó bắt buộc phải đi thi hành nghĩa vụ quân sự để mà nó bắt con người ta vào đó, để mà vấn đề là đi đánh cho thằng Tàu Cộng. Cho nên thằng Tàu Cộng nó thâm mưu bằng cách là nó bắt hải quân Việt Nam phải mặc đồ của Tàu Cộng và phải treo cây cờ đỏ trên những đây là kêu bằng là của Tàu Cộng, hải quân là của Tàu Cộng, tức là treo cây cờ của China để mà đi ra nghênh chiến với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ biết rằng thằng đảng Cộng sản Việt Nam này là cái thứ mà chơi vấn đề là kêu bằng là đu dây, biết nó là con quan của thằng Tàu, cho nên Hoa Kỳ không có còn kỳ vọng gì đối với cái đảng súc vật này nữa. Cho nên Hoa Kỳ đã âm thầm đưa thủy quân lục chiến để mà vấn đề là đàm thoại với Đài Loan. Và Đài Loan bây giờ sẵn sàng mở cửa để cho thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ sẽ cập vào Đài Loan để ăn ở, để nghỉ ở đó, để khi mà vấn đề là xong xuôi rồi sẽ đi ra nghênh chiến ở tại Hoàng Sa. Có thể Hoàng Sa là vấn đề là Hoa Kỳ đã khống chế rồi, bắt đầu để cho Đài Loan nó lấy lại. Bởi vì trước thời Pháp, Hoàng Sa là đảo Ba Bình, là thuộc về Đài Loan. Bây giờ thì bắt đầu là thằng chó đẻ thằng Phạm Văn Đồng nó đã vấn đề là ký để nó công nhận cái Hoàng Sa của thằng Tàu, để cho thằng Tàu nó qua nó quách, nhưng này là nó chiếm đi của Việt Nam Cộng Hòa năm 1974 thì các bạn cũng đã biết rồi. Nhưng mà trước kia vào thời Pháp, đảo Ba Bình tức là Hoàng Sa của mình là thuộc về Đài Loan. Sau khi mà Pháp rút rồi thì để nhất Việt Nam Cộng Hòa cũng như chúng ta đã vấn đề là kêu bằng là khẳng định đất để mà lấy lại cái Hoàng Sa đó. Cho nên bây giờ thì bây giờ thay vì thằng Cộng sản Việt Nam nó chịu đi theo Hoa Kỳ thì nó sẽ lấy lại cho cái quần đảo Hoàng Sa để cho thằng Cộng sản Việt Nam, để cho dân tộc Việt Nam của mình. Nhưng này là kêu bằng là có được cái quần đảo Hoàng Sa. Nhưng mà thằng chó đẻ đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ nó lại là một cái con chó ngoan, nó lại là một con quan của thằng Tàu Cộng. Cho nên Hoa Kỳ không tin tưởng, buộc Hoa Kỳ phải chơi với Đài Loan. Các bạn thấy cái khốn nạn, cái khuôn nhà giải chợ của thằng súc vật đảng Cộng sản Việt Nam hay không? Đã vậy rồi bây giờ lại đem con dân của mình đi ra để mà nghênh chiến với Hoa Kỳ. Thì các bạn biết những chiếc sói hạm đội của Hoa Kỳ đi vào Biển Đông, thằng Tàu không dám ra nghênh chiến. Hoa Kỳ còn biết được khi mà cuộc chiến ở tại Biển Đông châm ngòi nổi lên thì thằng Tàu không địch nổi được với không quân, với hạm đội của Hoa Kỳ, thì nó sẽ châm ngòi nó xuôi thằng Bắc Hàn để mà chuẩn bị quách thằng Nam Hàn.
để cho Hoa Kỳ phải, vấn đề là từ ở Biển Đông phải đi vào hoặc là dồn lực lượng vào để mà cứu Nam Hàn cũng không chừng, hoặc là nó quách thằng Việt Nam cũng không chừng. Cho nên Hoa Kỳ đã biết được cái vấn đề này, cho nên khi mà chiến tranh ở Biển Đông mà châm ngòi nổ lên thì dù nó có suối Bắc Hàn để mà tràn vô để mà xâm lăng Nam Hàn thì đã có thằng Nhật Bản là đồng minh của Hoa Kỳ, và đồng thời bây giờ đang kêu thằng Úc Châu để nhưng mà chuẩn bị tiếp tế nữa. Mình nghe như vậy mình rất là buồn, các bạn là người Việt Nam các bạn rất là buồn. Hoa Kỳ không còn con đường nào chọn lựa, bởi vì các bạn bây giờ các bạn lên Google các bạn thấy Hoàng Sa Trường Sa không còn ở trên bản đồ của Việt Nam nữa, là nó như vậy. Bởi vì bây giờ thằng Tàu nó tuyên bố rằng là bây giờ nước Việt Nam cũng là của nó rồi, là một tỉnh tự trị rồi, cho nên bây giờ nó đem những cái quả tiễn, những cái tên lửa nó đặt ở tại Trường Sa. Mà Hoa Kỳ đó thì người ta vấn đề là muốn là người ta muốn lấy cái, muốn là vấn đề là phá hủy những cái đảo nhân tạo mà vấn đề là ở tại Hoàng Sa. Bởi vì đây là một cái đường nó làm cái sân bay để mà nó từ đó nó bay ra Biển Đông, hễ tàu nào chở hàng hóa ra là nó tiêu diệt. Cái khốn nạn như vậy đó. Mà những thằng ở trong nước ngục, những thằng quân đội, những thằng công an được kia ở trong nước ngục không biết được bàn cờ bên thế giới người ta đi như thế nào, ngồi đó mà cúi đầu mà nghe lệnh của thằng chó đẻ trọng lũ để mà binh vực cho tàu cộng, rồi mai mốt nghe lời nó đi ra ngoài Biển Đông để mà nghênh chiến với Hoa Kỳ đi, hạm đội của Hoa Kỳ của Nhật đồ kia đó bắt đầu là kêu bằng là đi ra đó mà nghênh chiến mà treo cờ của thằng chó đẻ tàu cộng. Khôn ghê không, thằng tàu cộng nó đâu có dám đem con dân của nó ra để nó nghênh chiến đâu. Trong cái lúc thời bình á thì nó xây đảo, nó đưa người lên du lịch ở trên Hoàng Sa. Từ năm 1974 tới bây giờ có con dân Việt Nam nào mà đặt chân tới cái quần đảo Hoàng Sa không? Vậy mà bây giờ khi mà vấn đề là thế giới lên án về nó xây những cái đảo nhân tạo như vậy, thì bây giờ nó lại bắt đầu là kêu bằng nó là bộ đất bắt thằng Việt Nam phải mặc đồ của nó rồi treo cờ của nó để đi ra để mà đặt. Các bạn thấy nó ác hay không? Ra đánh để mà giữ cái đảo đó cho nó. Đóng vai trò như Lisa, Lisa cũng không chơi với cái lũ mất dạy này. Bởi vì mày chơi mày đu dây về ai tin tưởng mày. Cho nên thằng Đài Loan nó giàu hơn Việt Nam của mình, nó sẵn sàng nó mở cửa ra. Bà Tổng thống Thái Anh Văn sẵn sàng mở cửa để đón thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ vào Đài Loan để mà trú ngụ ở tại đó. Bởi vì từ Đài Loan đi ra đảo Ba Bình nó gần một bên như vậy đó. Để mà vấn đề là kêu bằng là phá hủy những cái đảo nhân tạo của thằng Tàu Cộng này. Các bạn thấy chính trị hay không? Mới ngày tuần trước thì Donald Trump công nhận là một Trung Quốc, thì bây giờ Donald Trump quay ngược lại là một Trung Quốc, thì bây giờ tao cũng đi vào Việt Nam, tại Đài Loan, Đài Loan cũng là Trung Quốc, thì tao đi vào đó để mà những này là tao, những này là ngăn cản. Chị Lisa ơi, em làm ở Hà Nội, em thấy quân đội ra vào thành phố nhiều lắm. Nó đi liên tục mỗi đoàn khoảng 20 xe chở lính đó chị. Có thể là lính của Tàu Cộng đó em à. Bây giờ nó chở rần rần đi vô thành phố để cho biết đường đi nước bước đâu kia, để có chuyện gì là nó dễ bề để mà nó giết, nó diệt chủng con dân Việt Nam của mình. Cho nên vào cái thời buổi này ở tại Việt Nam rất là loạn lạc. Đừng thấy những cái xe quân đội như vậy mà tưởng sao của Việt Nam của mình, bởi vì nó chơi cái màn thâm độc, nó cho mặc đồ quân đội của Tàu. Bây giờ Tàu Việt không biết ai là ai hết trơn như vậy. Nó khốn nạn như vậy đó. Để mà nó dễ bề nó lấy Việt Nam cũng không chừng. Đó. Cô Lisa ơi, bán bánh mì gói giấy báo, nó bảo là mực in giấy báo có hại, phạt mấy người bán bánh mì 1 triệu đồng đó cô. Ừ. Mẹ nó làm như nó thương dân lắm vậy. Gói giấy báo thì phạt, vệ sinh an toàn thì phạt, mà đồ độc của thằng Tàu vô thì không phạt. Nó xả thải cho chết cá hàng loạt như vậy thì không sao. Bây giờ nó làm cho vấn đề là kêu bằng là quá chất nước nó đỏ lè như là máu vậy đó thì không sao. Còn người ta vấn đề là bán bánh mì gói giấy đó kia thì nó kiếm chuyện nó phạt. Ừ. Vậy thôi à. Thằng chó đẻ thủ tướng chính phủ là thằng Nguyễn Xuân Phúc đó. Nó cho nhập hàng Tàu Cộng vô, bây giờ các em thấy rằng là 13 tỷ đô la. Nó ước tính là từ đây tới cuối năm phải 25 tỷ đô la.
mà không có đóng một đồng bạc thuế nào. Tức là ra vô không có đóng thuế. Hàng hóa của tàu tha hồ đi vào Việt Nam. Thậm chí hàng hóa của nó vào, rồi những thương lái của nó cũng đi vào trong Việt Nam của mình để mua hàng. Sòi của người ta trái nó có chút béo vậy nè. Nó còn non xẹo như nó đòi mua mão hết nguyên cây. Người ta nói trời ơi, sòi nhỏ xíu mà nó mua về để nó bào ra để mà nó làm giống như là sòi ngâm chua ngọt để nó xuất khẩu hay sao. Người ta bán cho nó tới chừng về, nó bơm cái thuốc vô cái trái sòi từ lúc nhỏ xíu. Mới ngủ đi tức chạy nó bự chân bừng ra vậy nè. Trái sòi nó bằng chút xíu vậy thôi. Nó bơm cái là thuốc vô nó bự thiệt là bự ra. Ở trong đâu có hộp. Chín vàng ươm luôn ngon thiệt. Mít bây giờ cũng vậy, sầu riêng cũng vậy. Trái sầu riêng nhỏ xíu vậy nên em xuống nó bơm sao, tự nhiên ở trong nó thành nguyên cái ruột bự ra, không có hột. Sầu riêng lép không có hột mẹ chứ. Ăn vô toàn là đồ độc. Nó khốn nạn vậy đó. Nó qua Việt Nam nó mua những cái trái cây của Việt Nam còn tươi, rồi nó về nó bơm quá chất vô cho chín, nó đem qua Việt Nam nó bán ngược trở lại cho Việt Nam ăn. Em Lisa ơi, em làm sao mà tụi nó quá sợ rồi, nên chủ nhật các khu phố xóm ấp bắt người dân đi họp, nói là không cho con em của mình vô internet xem chương trình xấu xuyên tạc về đảng, nhất là chương trình của cô. Ừ. Thì bây giờ bắt đầu là nó dụ mà, rồi phụ huynh học sinh ai mà ngục đó thì bắt đầu là về cấm con của mình, đánh con của mình, đừng cho nó lên nghe, để nghe lời đảng đỉ đi ra làm con chốt thí ở ngoài. Vấn đề là cái bằng là cho, vấn đề là cái bằng thằng Tàu cộng đi ngục như vậy đó. Nó gài lên như vậy đó, bây giờ nó sợ rồi, ở trong trường học nói không nghe rồi, bây giờ bắt đầu là đi lại sớm làng họp, rồi bây giờ kêu tới phụ huynh họp. Để mà vấn đề là cái bạn là cho con em của mình phải xa lắm những cái chương trình này ra, để mà nghe những cái tin lá cải ở trên mạng thì ok, hoặc là nghe những cái tin mà ở trên đài VTV của nó đó. Những cái con mà vấn đề là cái bạn lên chuyện có nói không, chuyện không nói có, ông cắn gà bà cắn xe, nói chuyện ngu đụn dốt nát như vậy thì ok. Hoặc là lên trển coi ba cái chương trình ai là triệu phú, rồi lên trển coi ba cái chương trình mà kén vợ kén chồng, hoặc là lên những cái hài kịch đó thì ok. Còn mấy cái chương trình mà bổ ích mà để biết về tình hình đất nước được kia, tương lai con em của mình thì thôi không có cho vô đâu. Bởi vì đây là độc không à. Cái chương trình kia đó không có độc. Chương trình mà để cho ngu dân để trị không có độc. Mày chỉ biết ăn no rồi mày vô mày coi ca hát như vậy thôi. Vậy thôi à. Hoặc là mày coi xong rồi mai mốt, ví dụ như có chương trình ở ngoài đó, thì mày mua vé vô mày coi. Mày coi cho đã đời rồi bắt đầu là mày về nhà nha, mày thất nghiệp, mày không có tiền, mày ăn kệ mẹ, mày không cần biết. Mày sống không cần biết ngày mai. Mày có tiền bữa nay lo chơi bữa nay thôi. Vậy đó. Cô Lisa ơi, lãnh đạo quận nhất ra sức đang biến quận nhất trở thành Singapore thu nhỏ kìa cô. Ổng đi dọn sạch vỉa hè mà mấy bữa nay báo hai đăng đó cô. Không biết ổng làm thật hay giả vờ để lấy lòng dân thôi cô. 1000 năm nữa nó không bao giờ mà nó biến được cái quận nhất này mà trở thành Singapore. Các em nghĩ sao vậy? Các em qua Singapore coi đường xá người ta lắng o. Các em ăn bỏ một cái xin gum thôi người ta phạt các em liền. Đường của người ta xịt dầu thơm thơm phức luôn. Còn bà đặt nó mẹ nó ra nó lên nó mẹ nó dẹp vỉa hè nó dẹp đi. Nó dẹp cho trống để ban đêm mẹ chó ra ỉa. Hoặc là người ta đi ngang ra xè ra mà tè chứ có mẹ gì đâu mà bà đặt thành Singapore. Mẹ người dân thì nó làm thẳng tay lắm. Nhưng mà đụng tới ngân hàng của nhà nước nó dở mấy cái vấn đề là kêu bằng chòi gác. Không biết ai gõ đầu nó quản hồn nó đem chòi ra nó xây dựng lại. Các em thấy rõ ràng trong cái chế độ khốn nạn. Mày giỏi quá mày gọi dở mẹ nó mấy cái chòi đó cho tao đi. Bây giờ mày dở mày đòi lại vấn đề là hè rồi mày đòi lại vấn đề là kêu bằng là hè phố đường đi rồi. Rốt cuộc rồi bây giờ cái ngân hàng mẹ mày để nguyên cái chòi đó nhìn không giống ai hết trơn. Mẹ ở tuồng đeo dây nịt. Mẹ tự nhiên bây giờ đó mẹ mày dẹp mẹ nó trên đường phố trống lỏng tự nhiên tới cái chỗ ngân hàng cái nó lòi ra cái chỗ rồi giống như là một cốc nó lòi ra vậy đó. Sao mày không giỏi mày vẫn là mày dẹp mẹ nó luôn đi. Mấy cái thằng này là mấy cái thằng chó đẻ, mấy cái thằng mà nó mới lên rồi nó mà đặt nó ra bộ nó tạo nét. Mấy cái thứ này là chị đã nhìn thấy rõ ràng, cái thứ này là cái thứ thượng đội hạ đạt. Nó mới lên thì nó ra bộ nó làm như vậy thôi, rồi bây giờ chó hùa
Chị nghe nói là ngoài miền Bắc cũng mà đặt giá bộ đòi vỉa hè, rồi Phú Nhuận cũng đòi vỉa hè, rồi Bình Tân cũng đòi vỉa hè. Cho nên những người nào mà làm những cái máy hiên mà đi ra đó, trong tương lai nó dở mẹ, không có ăn gian được, mà mặt tiền nhà của người ta đó, mà bây giờ nó ngang ngược như vậy đó. Trước nhà các em làm máy hiên kệ nó đi, cái hàng ba của mình, mà bây giờ nó nói cái hàng ba đó là của nó luôn. Nó ngang ngược kiểu như vậy đó. Đập mẹ hết cho tao. Trời, của ngân hàng cũng đập mẹ luôn đi, tao mới khen mày hay đó. Mày tuyên bố mày dẹp không được, mày cởi áo, mày cởi quần mày ra. Bây giờ cái trời của ngân hàng nhà nước sao mày tợ, mày sợ, mày đem lại mày dựng lên chi vậy? Vậy mày cởi quần ra cho tao đi. Mày đi đi, thằng khùng. Lê Thanh Hải. Mày cởi quần, cởi áo, mày đi đi. Đồ chó chết. Đồ ngục. Chị ơi, chúng em bị công ty lừa đảo tại ấp 6, xã Mỹ Yên, Bến Lức, Long An. Đổ cát nó không trả tiền, còn kêu giang hồ xử tụi em, mà công an không làm gì hết đó chị. Nó ăn dơ với nhau rồi làm gì? Bây giờ nó ăn dơ với nhau rồi làm gì? Cho nên các em yên tâm đi. Ở Việt Nam bây giờ công an là giang hồ là công an mà. Nha. Các em cứ yên tâm đi. Chị ơi, em có cách này góp ý cho chị. Chị kêu bà con mua bong bóng, rồi để vô trong bong bóng là một toàn dân xuống đường biểu tình chống Tàu nghe chị. Rồi đưa bong bóng bay lên. Rồi khi bong bóng bay lên nổ ra thì những tờ giấy này sẽ rơi xuống giống như truyền đơn vậy đó chị. Cái đó là ngày xưa khi chưa có internet thôi. Chị nghĩ bây giờ internet nó tràn lan vậy ai cũng biết hết trơn rồi. Cho nên chúng ta làm thì chúng ta tốn tiền, nó không có hiệu quả. Bởi vì các em biết rằng bây giờ ở tại Việt Nam ta đồn với nhau và đã biết được internet mình như thế này rồi. Cái mà bong bóng hoặc là truyền đơn là vào những cái thời mà không có internet. Còn bây giờ chúng ta văn minh, chúng ta có internet. Mọi người 10 đồn trăm, trăm đồn ngàn, ngàn đồn triệu người. Chị nghĩ rằng ở Việt Nam bây giờ không ai không biết nước Việt Nam đang chuẩn bị thuộc về tỉnh lỵ của Tàu. Không ai không biết đây là quán hận mà muốn đứng lên chống Tàu. Chẳng qua người dân Việt Nam còn đang run sợ bởi cái chế độ độc tài, bởi chế độ làm tai sai cho thằng Tàu. Nó đang cai trị bằng nhà tù và nòng súng. Nó đang cai trị người dân bởi dùi cui và những cái thằng âm binh mà vấn đề là kêu bằng là thảo khấu rừng xanh. Nhưng mà sẽ có một ngày toàn dân phải ý thức và phải đứng lên. Bởi vì nếu người dân Việt Nam không đứng lên là người dân Việt Nam sẽ bị diệt chủng. Chắc chắn cái điều đó xảy ra. Hoa Kỳ đã nhìn thấy rõ được cái điều đó rồi. Tất cả những cái nhà về chính trị ở hải ngoại, người ta đã tiên đoán như vậy. Kể cả Nhật Bản nó cũng phải lên tiếng nó nói rồi. Việt Nam thuộc về tỉnh lỵ của Tàu chỉ còn gọi là thời gian mà thôi. Bởi vì nếu cái tình hình mà người dân Việt Nam cứ như bây giờ, thì Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh lỵ của thằng Tàu Cộng, chỉ còn đếm trên thời gian mà thôi. Vào một cái giờ nào đó nó đã điểm rồi thì tự nhiên Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh An Nam của thằng Tàu Cộng. Chỉ vậy mà thôi. Các em thấy nó mua đồ, thằng Tập Cận Bình qua nó giả bộ, nó làm cây cờ, nó in thêm một ngôi sao nữa là 5 sao. Đây là mua đồ chính trị mà nó giả bộ, nó nói đây là sai lầm. Làm sao sai lầm mà in gần 10 mấy ngàn cây cờ để cho thiếu nhi nó cầm lên như vậy. Rõ ràng đây là mua đồ chính trị. Người dân mà không phát hiện được, nó biết là nó làm như vậy, người dân sẽ phát hiện được. Nhưng mà nó càng thằng Tàu Cộng, nó muốn cho cái tin này càng đồn ra thật nhiều, để cho người dân Việt Nam ai ai cũng nghĩ rằng nước Việt Nam bây giờ thuộc về của Tàu. Hễ đứng lên là cái lũ chó đẻ tai sai của Tàu Cộng, nó sẽ đánh mình, nó sẽ đàn áp mình. Cho nên thôi bây giờ cúi đầu kệ mẹ nó, bây giờ Việt Nam của Tàu rồi thì phải chấp nhận và phải cúi đầu. Đây là cái màn mà nó muốn nhân đề là kêu bằng là nó giống trong khu chiên lên. Nó muốn quảng cáo đất nước Việt Nam đã thuộc về tỉnh lỵ của Tàu Cộng. Chỉ vậy thôi à.
Bởi vậy bây giờ những người dân ở tại miền Trung hoặc là ở đâu mà đứng lên chống thằng Tàu Cộng, chống Formosa là chống thằng Tàu Cộng. Mà hễ chống thằng Tàu Cộng mà chúng ta không chống thằng Cộng sản Việt Nam là một điều sai lầm vô cùng. Cho nên có những người nói với chị phải đi tới những cái danh trại, phải đi tới những cái nơi đứng ngoài trước cửa quân đội mà phải nói rằng các anh là quân đội mà các anh hèn. Các anh để cho người dân đi biểu tình chống thằng Tàu Cộng mà các anh không dám đi ra để các anh cùng với dân để đi biểu tình, để đòi cái quyền sống, môi trường sống. Phải đứng trước quân đội như vậy đó, chửi nó như vậy đó, coi nó có biết nhục hay không. Nhưng mà chị nghĩ rằng đó là đưa cái kế ra như vậy, nhưng mà người dân có đến trước quân đội nói, mặc dù những người ở trong quân đội người ta căm phẫn, nhưng mà cái thằng đầu não là thằng tình báo Hoa Nam rồi, nó nắm đầu nó ra lệnh rồi, thì mấy thằng lính cắt ké đó kia làm sao mà dám thằng nào đưa đi ra mà cùng với dân. Bây giờ ở tại Việt Nam, những cái phong trào đấu tranh bây giờ càng ngày nó càng vấn đề là kêu bằng là đàn áp, bởi vì nó run sợ toàn dân đứng lên đó. Bởi vì nó biết rằng là sức mạnh của Internet là người dân đã biết hết rồi. Những cái luận điệu mà tuyên truyền láo khoét bịp bợm của nó là không thể nào mà nó che đậy được người dân cả. Bởi vì sự thật là Tàu Cộng đang tràn lan ở khắp đất nước Việt Nam. Đồ độc của thằng Tàu đang dày đặc ở tại Việt Nam. Nó thảm họa, nó giết môi trường, cá chết trắng ở tại miền Trung. Một đứa con nít 3 tuổi người ta cũng nhìn ra được. Cho nên người dân đứng lên biểu tình là điều chắc đáng. Nhưng mà nó cũng bày đặt nó đi ra để mà nó đàn áp, nó đánh đập để nó làm run sợ người dân. Bởi nó sợ rằng cái vết dầu này sẽ loan ra cả nước Việt Nam. Nó rất sợ là toàn dân Việt Nam đứng lên để lật đổ cái chế độ độc tài của nó. Bởi vậy mà cho nó mới làm như vậy đó. Nó mới hung hăng như vậy đó. Rồi bây giờ nó làm nó thấy không lợi nữa. Trong nội bộ của nó cũng có những người, người ta vấn đề là nhìn ra sự thật rồi, thì nó đem thằng Võ Kim Cự ra để mà nó làm con dê tệ thần. Thằng tình báo Hoa Nam khi mà nó muốn đạt tới mục tiêu chính trị của nó sẵn sàng nó đem 10 thằng Võ Kim Cự ra để mà làm con dê tế thần. Nhưng mà mưu đồ mục tiêu của nó là nó thấy nó giết một người để mà làm con dê tế thần, thì nó tấn tới 10 người, 20 người. Chỉ vậy thôi à. Từ trào của thằng Nguyễn Tấn Dũng cho tới trào của thằng Nguyễn Xuân Phúc này, những cái thằng thủ tướng này chỉ là những thằng bù nhìn. Những cái tập đoàn của Tàu qua tùy theo thời cuộc. Để mà những thằng này đều, thằng nào cũng đều nhúng chàm vô, thằng nào cũng đều ăn tiền của tình báo Hoa Nam, cũng đều ăn tiền ngậm cái mỏ mày lại. Mày mở miệng ra là mày chết. Bởi vì tao đã đưa cho mày bao nhiêu tỷ đồng. Nó như vậy đó. Cái Formosa này nó có từ thời trào của thằng Nông Đức Mạnh, rồi tới thằng Nguyễn Tấn Dục. Cái bô xít Tây Nguyên cũng vậy. Bây giờ đó là chỉ có vấn đề là kêu bằng đó là mọi người dân Việt Nam phải ý thức mà phải đứng lên mà thôi. Còn nếu người dân Việt Nam mà không ý thức mà không đứng lên thì chỉ có con đường chết. Chỉ vậy mà thôi. Chị thì chị không muốn nói nhiều. Bởi vì những cái khẩu hiệu của những vị cha, những người linh mục kêu bất bạo động thì bây giờ chị không nói nhiều. Thì các em muốn tham gia thì các em cứ ủng hộ đi. Chị ủng hộ. Còn riêng đối với chị đó, chị nghĩ rằng đó là bất bạo động phải đi kèm với bạo động. Tức là chúng ta phải chia ra làm hai tổ. À, cô Lisa ơi, con kể cho cô nghe vụ này. Nhà con bị bà con, bị bà cô con xây mái hiên lấn hết đường đi. Con đang thưa kiện nhà con kéo đồ đi, pháp đi qua sân nhà bà. Bà bắt mẹ con phải khiêng đồ vào đó cô. Báo với xã chẳng làm gì được cô à. Con tức lắm cô ơi. Tụi xã nó binh cô, nó binh cô. Con á cô, gia đình bà dẫn cho nó đi ăn nhậu á cô. Việc xảy ra ở xã Tân Bình, huyện Bắc Tân, huyện Bắc Tân, tỉnh Bình Dương á cô. Con chán chế độ này lắm. Con nói gì nữa vậy? Nó muốn vậy thì con đốt mẹ nó nhà đi.
nó kế bên nhà cô có con khỉ rồi mà nó ra vấn đề là xăng qua nhà nó ban đêm đợi nó ngủ thảy bơm xăng qua nhà nó cho nó chết mẹ nó chứ rồi nói chuyện nhiều nói chuyện với cái lũ này nhiều nhiều hơi tốn tiếng mệt lắm. Thời buổi này không phải là thời buổi mà để nói chuyện với cái lũ này, cái lũ này không có nói được. Sát bên cạnh nhà em có một gia đình cộng sản đảng viên, mấy đời trong gia đình họ có một người con trai đi qua Mỹ, từ lúc nào và đi diện gì thì em cũng không rõ, nhưng người này đã đưa cha mẹ, anh chị em, thậm chí cả dòng họ hàng, bà con hai bên nội ngoại, họ cùng sang Mỹ hết luôn rồi chị ơi. Theo diện này thì chính phủ Mỹ có tìm cách trục xuất dòng họ cộng sản, nhà họ về lại Việt Nam được không chị? Em biết rằng nhiều con chó nó qua đây là nó từ bỏ đảng Cộng sản ngay tức khắc. Nó chỉ lợi dụng là nó ở Việt Nam nó làm đảng Cộng sản để nó la, nó hét, nó bóc lột người dân. Nó qua đây nó cụp đuôi còn hơn con chó ở bên đây. Nó qua đây nó đâu có dám mà vấn đề là kêu bằng là nói nó là Cộng sản bên đây đâu. Chỉ cần nó nói nó là Cộng sản là nó đi về nước trong vòng tích tắc 24 tiếng đồng hồ. Cho nên các em thấy nó ở bên đây nó đâu có dám đâu. Bây giờ qua đây mà chụp đầu nó nói mày là cộng sản nó cũng chối, nó nói không có, nó bay bảy lên, nó la làng lên, nó không có. Thậm chí kêu nó chửi thằng Hồ Chí Minh, bên đây nó chửi thằng Hồ Chí Minh luôn. Em thấy ghê gớm vậy đó. Ở trong nước thì nó không dám làm, nhưng mà qua bên đây con cháu của cộng sản qua bên đây á, mà vấn đề là kêu bằng là đi thi quốc tịch, tao hỏi mày có communist nên nó phải là tao không phải là đảng cộng sản. Hỏi mày có theo đảng cộng sản không? Không. Hỏi mày có thích đảng cộng sản không? Không. Tao ghét đảng cộng sản như con chó. Kêu mày chửi thằng Hồ Chí Minh nó kêu địt mẹ Hồ Chí Minh liền. Bởi vì cái thành phần của đảng Cộng sản Việt Nam là nó thượng đội hạ đạp như vậy đó. Các em ở trong nước các em không biết đâu. Chứ những con chó Cộng sản nó qua đây mà nó cuồng hồ cuồng đảng còn khuya nó mới vào quốc tịch. Mà nó không vào quốc tịch thì còn khuya nó mới bảo lãnh gia đình nó được qua bên đây. Cho nên con chó nào qua bên đây đó là nó cũng nói nó ghét thằng hồ chó đẻ. Nó cũng chửi thằng hồ chó đẻ. Nó cũng chửi đảng Cộng sản hết. Bởi cho nên các em thấy khi nó qua đây nó có quốc tịch rồi, nó đâu có giáp mà vấn đề là trường mặt nó ra nó treo hình thằng hồ. Bởi vì khi mà nó có quốc tịch Mỹ mà nó cầm cái cờ đỏ máu tháng của đảng Cộng sản hoặc nó cầm hình của thằng hồ ra là người ta chụp hình nó gửi lên sở di trú là sở di trú sẽ trút phế quốc tịch nó ngay. Bởi vì mày khai gian, trước khi mày vào quốc tịch mày đã giơ tay lên, mày tuyên thệ, mày nói sự thật là mày không thích đảng Cộng sản, mày chửi thằng Hồ Chí Minh như con chó. Thì tại sao bây giờ mày lại cuồng hồ cuồng đảng? Tại sao mày lại để hình thằng chó đẻ hồ? Và mày để cái vấn đề là mày cầm cái cờ đỏ máu tháng này của đảng Cộng sản. Thì phế quốc tịch nó, trục xuất nó về ngay. Cho nên các em thấy ở bên Mỹ này con cháu Cộng sản rất là đông, nhưng mà có thằng nào dám lút đầu ra mà cuồng hồ cuồng đảng như là cái lũ dư luận viên ở trong nước? Không có. Dám đi, dám cầm cây cờ hoặc mặc cái áo cờ đỏ đi, người ta sẽ chụp hình điều tra ra mày qua diện gì ngay tức khắc. Mày có thẻ xanh thì tống mày về lẹ ăn chút, còn mày có quốc tịch là phế quốc tịch đầu tiên rồi tống đầu mày về luôn. Chứ mày đừng có qua đây mà mày mất dạy mà mày vẫn đều quen cách thôi đó. Bởi vậy cho nên em góp ý cho chị, em nói với chị như vậy, vấn đề là thiệt ra những con chó này nó qua đây nó không dám nói nó là cộng sản. Nó chỉ ở trong nước nó giả bộ, nó ca ngợi đảng bác được kia vậy thôi, nó lợi dụng thôi. Tao nói vào đảng bây giờ mà chỉ kêu là vào đảng đỉ là vậy đó. Vào đảng đỉ là để có ăn thôi à. Công an cũng vậy, nó giả bộ, nó giàu, nó làm lớn vậy đó, nó làm màu để mà nó được tăng lên, để nó gom tiền cho nhiều cho dòng họ nó thôi à. Rồi xong rồi nó đưa con nó đi qua bên nước ngoài, nó chuyển tiền qua nước ngoài. Nó mà về hưu rồi con nó bảo lãnh nó qua đây hoặc ở bên con nó gửi tiền cho nó xài. Bởi vì nó biết cái đảng khốn nạn, cái đảng súc vật này là không có được. Cho nên chỉ cần ở bên Mỹ này biết con chó nào mà là đảng Cộng sản hoặc cuồng hồ cuồng đảng là đi về Việt Nam ngay tức khắc. Các em thấy chị tách đó, chị tách tất cả những con chó nào mà dám lên mặt, lên trên những này là live stream hoặc là lên YouTube mà chúng ta đang ở bên Mỹ cho biết số nhà mày cầm cờ hoặc mày cầm hình thằng hồ chó đẻ đi mày biết liền. Dám không? Dám không? Cho nên những con chó này mặc dù nó chửi Mỹ, nó kêu người dân Việt Nam chửi Mỹ, thù ghét Mỹ, nhưng mà chính nó là nó đang ở bên Mỹ này, nó bợ đích của Mỹ. Nó yêu cầu nó lại Mỹ, nó ở bên đây. Tại sao nó không dám qua thằng Tàu mà nó đem tiền bạc qua bên Mỹ này?
Bởi vì đất nước Mỹ người ta có tam quyền phân lập. Ở nước Mỹ làm việc theo luật pháp đàng hoàng. Chỉ trừ khi nào mà những thằng nào tàn bạo ở tại Việt Nam, mặc dù bằng đất ăn cướp tiền bạc thật là nhiều, nó qua đây để mà nó mua nhà, mua cửa, điều tra ra rồi, người ta đâu đó điều tra rõ ràng investment, người ta mới tịch thu. Hoặc là những tổ chức khủng bố. Còn nó qua đây nó ngoan hiền như con của thằng Nguyễn Xuân Phúc, như là con của thằng Nguyễn Tấn Dũng, nó qua đây nó không dám làm một cái gì hết. Thì người ta đâu có động phạm gì tới nó. Người ta cứ để cho mày, bởi vì mày yêu chuộng nước Mỹ thì mày cứ ở đây. Miễn mày ở đây mày đừng có tôn thờ thằng chó đẻ Hồ Chí Minh, mày đừng tôn thờ Đảng Cộng sản. Còn mày tôn thờ thì mày đi về. Mày đi về đó đi. Đi về và đừng bao giờ trở lại nước Mỹ. No come back. Don't come back. Vậy thôi. Nha. Yeah. Cô ơi, hôm qua con lên mạng, con thấy cô bé kia có hoàn cảnh khó, cho nên thà con nhịn đói chứ con không nghỉ học. Ừ. Thì con giỏi thì con giúp đỡ người ta đi. Chị Lisa ơi, Mỹ đang canh chừng Tàu Cộng và hỗ trợ Việt Nam đó chị, chưa chắc. Hỗ trợ Việt Nam khi nào toàn dân Việt Nam khẳng khái đứng lên. Còn hỗ trợ Việt Nam mà còn cái đảng đầu bò nó theo thằng Tàu Cộng, chưa chắc Hoa Kỳ hỗ trợ đâu. Hỗ trợ là khi nào những con chó ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam nó phải thành tâm thành ý. Chứ bây giờ nó đang đu dây cái màn như vậy. Hoa Kỳ kêu không có đàn áp những nhà dân chủ, phải để cho Việt Nam có tam quyền phân lập, phải để cho Việt Nam phải được thành lập những đảng phái đúng như công ước quốc tế mà thằng chó đẻ Đảng Cộng sản Việt Nam nó ký vô ở tại Liên Hiệp Quốc. Nhưng mà nó đặt bút nó ký vô mà nó về Việt Nam nó không cho người ta thành lập đảng phái. Thành lập ra nó đập nó đánh người ta, các em thấy không? Nó khốn nạn không? Nó mất dạy như vậy đó. Mà chính nó là đã đặt bút nó ký đó. Nó nói ở Việt Nam được quyền thành lập đảng phái, được quyền thành lập hội đoàn, được quyền, vấn đề là kêu bằng là đối lập. Mà rốt cuộc bây giờ ở Việt Nam thì nó ngang tàn, nó không làm được. Nó giả bộ nó đập cho người dân im ru hết. Rồi nó nói với thế giới là tại vì người dân người ta không muốn, người ta yêu cái đảng Cộng sản, người ta muốn có một đảng thôi. Người ta không muốn nhiều đảng gây phức tạp. Vậy đó. Khốn nạn lên vậy đó. Bởi vì nó đại diện cho người dân nó nói. Cho nên bên đây người ta biết hết trơn à. Đất nước Việt Nam có thoát khỏi được bàn tay của thằng Tàu Cộng hay không là do toàn dân Việt Nam phải khẳng khái đứng lên. Phải đồng lòng đứng lên. Chỉ vậy mà thôi. Tất cả tôn giáo, tất cả mọi người phải đều đứng lên. Phải đều ý thức. Phải chống Tàu và chống thằng chó đẻ Đảng Cộng sản. Chị ơi, chị lên án thằng thằng Trường Anh, phòng PC47, phòng chống ma túy công an thành phố Hồ Chí Minh đi chị. Nó cung cấp ma túy nguồn gốc pha thuốc tân dược cho con nghiện tại thành phố chơi, rồi nó gây ảo giác đó chị, trong đó có pha mộc tặc ma hoàng. Thì cái lũ này là nó như vậy đó, nó chuyên môn như vậy đó. Cái lũ này mà công an bây giờ là nó sẵn sàng ở trong trại giam, nó còn mua xì ke cho nó cho chơi nữa, còn gì. Chị ơi, chị lại bắt người vô tội nữa nè chị. Cầu cứu chị ơi, nó bắt nghệ sĩ đường phố kìa chị. Ừ. Thì đó, nó như vậy đó. Nó như vậy thì làm sao mà Hoa Kỳ giúp được Việt Nam. Nó mất dạy, nó đàn áp như vậy đó. Hoa Kỳ nào mà chịu đi vào. Chị ơi, chị hết giờ rồi kìa chị ơi. Ừ. Cảm ơn các em. Nói tóm lại ngày hôm nay, mọi người trong quân đội hải quân Việt Nam hãy cẩn thận. Coi chừng thằng tình báo Hoa Nam nó kêu gọi mọi người đi ra để mà đánh Mỹ, để mà treo cờ của thằng Tàu Cộng. Và coi chừng những này là nó đã hợp với nhau, chị đưa danh sách những con chó này ra để mà chuẩn bị nó đàn áp người dân ở tại Việt Nam.
Cho nên mọi người hãy chuẩn bị cao độ để tố cáo những cái hành động này, hành vi này với thế giới. Nha. Lũ chó đẻ tình báo Hoa Nam đang lên kế hoạch họp khẩn để mà vấn đề là ra lệnh đàn áp cuộc biểu tình. Ngày 5 tháng 3. Chị mong rằng cuộc biểu tình này sẽ rất là đông và phải chia làm hai nhóm. Một bất bạo động, một bạo động. Không riêng gì ở tại Hà Tĩnh miền Trung, mà ở tại miền Bắc, ở tại miền Nam, ở tại Sài Gòn, ở tại Hà Nội, đều đồng hành cùng với đồng bào ở Hà Tĩnh, ở miền Trung. Nha. Rồi, chương trình khai dân trí đến đây là hết. Lisa cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và lắng nghe chương trình Khai Dân Trí. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn chương trình Khai Dân Trí vào ngày mai. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye.